test nhạc ngoài trời nha mọi người, Shure S1271. Con này công suất 280W nha. Bây giờ cho cả nhà mình nghe chất âm khi mà nó đánh ngoài trời như thế nào nha. Cấu hình loa con này là nó tới 7 củ loa nha mọi người. Một củ loa siêu trầm, hai củ loa trung, 4 củ loa trép, khủng khiếp mà mọi người. Bây giờ cho mọi người nghe chất âm khi mà nó chơi nhạc ngoài trời nó như thế nào nè. Cái túi xịn sò không? Rồi, bây giờ cho mọi người nghe nha. Mở nguồn lên. Xa cái âm trầm của nó càng đầm nha mọi người. Có nghĩa là cái âm trường con này nó rất là rộng nha mọi người. Cái củ súp siêu trầm này nó đánh ở ngoài trời mà nó đánh cái âm trường nó rất là đầm luôn. Có những chiếc loa nha mọi người á, càng đi ra xa thì cái âm trầm của nó càng giảm lại. Nhưng mà mọi người ơi, cái âm trường con này nó rất là rộng. Mọi người đi ra xa mà mọi người vẫn nghe được cái âm trường của nó, cái âm trầm của nó nha mọi người. Cái âm bass ấy nó rất là đầm luôn. Thực sự phải nói quá đỉnh trên con loa S1271 này nha. Đấy. Thôi bây giờ đi về. Ok nha mọi người. À, mọi người có đặt hàng á, thì mọi người cứ đặt hàng tại Audio Vietnam Store thì mọi người sẽ sở hữu được thêm một cái túi trị giá 490.000 như thế này. Và mọi người sẽ sở hữu được một cái sản phẩm là có nguồn gốc nè, sản phẩm chính hãng nè, sản phẩm chất lượng nè. Và mọi người mua tại cửa hàng Audio Vietnam Store uy tín nữa thì mọi người không phải lo lắng gì hết nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha đã theo dõi cái video này. Và sắp tới sẽ làm thêm một clip test karaoke trên chiếc loa này ở ngoài trời luôn, cho mọi người nghe để mọi người cảm nhận chất âm khi mà hát karaoke trên chiếc loa Shure S1271 này ở ngoài trời nó hay như thế nào nha mọi người.